Xin chào các bạn đang theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt trong phòng mổ của quận Một Chiều để đồng hành với mẹ bầu Trần Thị Út trong hành trình vượt cạn đón con yêu chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Hôm nay thì bác sĩ quốc tế Lisa cùng với ekip sẽ đồng hành với chị Út trong ca sinh mổ đấy ạ. Các bác sĩ thì đang rất cẩn thận trong từng thao tác và theo như chúng tôi quan sát thì không lâu nữa đâu, em bé sẽ chào đời thôi ạ. Trước khi vào phòng mổ thì chị Út có chia sẻ với chúng tôi rằng đây là lần sinh đầu tiên của chị, đồng thời là trong quá trình mang thai, chị Út có bị tăng men gan, protein niệu và thai lại nguôi ngược nữa, vì thế chị cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên thì chị Út hãy yên tâm nhé, với ekip bác sĩ sản khoa đầu ngành cùng với đội ngũ điều dưỡng phòng mổ hùng hậu, chúng tôi tin là ca mổ của chị sẽ thật thành công thôi ạ. Và các bạn hãy comment động viên để chị Út có thể tự tin và thoải mái hơn nhé. Như vậy là tôi đã thấy bác sĩ Lisa đưa em bé ra khỏi bụng mẹ rồi đấy ạ. Em bé của mẹ Út thì không chỉ ngôi ngược mà còn có nhiều vòng rau cuốn cổ nữa. Rất là đặc biệt đúng không nào? Với bàn tay khéo léo và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản khoa thì các bác sĩ của chúng tôi đã rất thành công trong ca mổ của chị Út ngày hôm nay đấy ạ. Sau khi đón em bé chào đời thì bác sĩ sẽ kẹp cắt dây rốn cho con rồi trao con cho điều dưỡng để tiếp tục thực hiện các công đoạn chăm sóc tiếp theo nhé. Hiện tại thì bác sĩ Nhi của chúng tôi đang thăm khám sức khỏe đầu đời thông qua việc nghe tim phổi đấy ạ. Ngoài ra thì bác sĩ còn kiểm tra rất kỹ các bộ phận trên cơ thể của con cũng như là màu da, tiếng khóc, các phản xạ tay chân để đánh giá sức khỏe của con một cách toàn diện nhất. Từ các phản xạ đầu đời của con thì các bác sĩ đang đánh giá là con trộm vía có sức khỏe rất tốt đấy ạ. Tiếp theo thì con đang được các cô điều dưỡng đội mũ và cuốn xăng giữ ấm trước khi đưa đi cân. Có tò mò là em bé kháu khỉnh của chúng ta ngày hôm nay nặng bao nhiêu kg không ạ? Vâng, trộm vía là con nặng 4,07 kg, tính cả xăng cuốn ngoài đấy ạ. Chúng ta hãy cùng nhau comment chúc cho con yêu hay ăn chóng lớn nhé. Này thì con đang được điều dưỡng hỗ trợ thực hiện da kề da với mẹ. Có tim cơ không chị? Và trong lúc hai mẹ con áp da với nhau thì chúng ta sẽ trao đổi về câu hỏi của một bạn khán giả vừa inbox cho chúng tôi có nội dung là mẹ bầu cần làm gì để phòng ngừa protein niệu trong thai kỳ. Vâng, và protein niệu trong quá trình mang thai được các mẹ bầu rất quan tâm vì nó có thể liên quan tới các vấn đề bệnh lý trong thai kỳ. Để phòng ngừa được protein niệu trong thai kỳ thì mẹ bầu cần khắc phục những nguyên nhân gây tình trạng này như là theo dõi huyết áp thường xuyên qua mỗi lần khám thai để phát hiện sớm những dấu hiệu của tiền sản giật và có hướng kiểm soát điều trị kịp thời. Trong trường hợp phụ nữ có thai có bệnh thận thì cần theo dõi đồng thời ở chuyên khoa thận và chuyên khoa sản để phối hợp điều trị bệnh thận và các triệu chứng. Khi nguyên nhân protein niệu là do đái tháo đường thì mẹ bầu cần phải kiểm soát bằng cách tập thể dục, ăn uống điều độ và dùng thuốc nếu cần.
không lao động hay vận động quá sức, đặc biệt trước khi lấy nước tiểu để tránh làm sai số đo kết quả xét nghiệm, theo dõi sức khỏe thường xuyên giữa chuyên khoa sản và chuyên khoa bệnh lý để theo dõi và có những biện pháp xử trí kịp thời, tránh để tình trạng này tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và sự phát triển của thai nhi. Hy vọng là với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ thì đã giúp các mẹ bầu có thêm kiến thức hữu ích về protein niệu. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với mẹ con của chị Út nhé. Điều dưỡng của chúng tôi đang cùng với mẹ kiểm tra các thông tin trên vòng định danh trước khi đeo đấy ạ. Chắc hẳn là ai hay theo dõi livestream hành trình vượt cạn mẹ bầu tại Thu Quốc thì cũng đều biết là mẹ bầu nào cũng sẽ có bước này đúng không nào? Vòng định danh sẽ được đeo ở tay của mẹ và chân của bé. Đây là bước để các điều dưỡng đảm bảo không bị nhầm lẫn đấy ạ. Vòng định danh xong thì lúc này điều dưỡng của chúng tôi sẽ mặc quần áo, đeo bao tay bao chân và quần khăn cho em bé nữa. Vì là bé trai nên con sẽ được cuốn khăn màu xanh dương các bạn nhé. Trộm vía là con rất ngoan và kháu khỉnh đấy ạ. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng với chúng tôi ngắm nhìn những khoảnh khắc đầu đời vô cùng thiêng liêng và đáng nhớ của con nhé. Một trong những điều đặc biệt khi đi sinh tại Thu Cúc đó là những khoảnh khắc vô giá trong hành trình vượt cạn của mẹ. Những giây phút đầu đời không thể bỏ lỡ của con yêu thì đều được chúng tôi ghi lại nếu gia đình có nhu cầu đấy ạ. Và đây sẽ là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí khi đăng ký thai sản trọn gói của Thu Cúc các bạn nhé. Tiếp theo thì em bé đang được điều dưỡng bế lại gần để hôn tạm biệt mẹ và đưa ra ngoài gặp người thân đấy ạ. Hai mẹ con thì rất là tình cảm đúng không nào? Mẹ Út có thể yên tâm là chỉ một chút nữa thôi, mẹ sẽ được gặp lại con tại phòng lưu viện đấy ạ. Chắc hẳn là người thân của em bé thì lúc này cũng đang rất háo hức chờ đợi giây phút được gặp và ôm con vào lòng đúng không nào? Vâng các bạn ơi, em bé của chúng ta thì đã được gặp bố rồi đấy ạ. Tuy là lần đầu nhưng ông bố của chúng ta ngày hôm nay bế con rất là khéo. Một lần nữa xin được chúc mừng anh, chúc mừng gia đình và cảm ơn anh và gia đình đã lựa chọn Thu Cúc là nơi đón con yêu chào đời. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa được theo dõi hành trình sinh mổ vô cùng nhẹ nhàng của mẹ bầu Trần Thị Út và có thêm nhiều kiến thức hữu ích khi mang thai. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào muốn được giải đáp hoặc muốn tìm hiểu về dịch vụ thai sản trọn gói của Thu Cúc thì hãy inbox để được chúng tôi tư vấn miễn phí nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo của bệnh viện.